nha, ông lấy đá ông chọi nó được á. Dạ. Ông má nó cắn kìa, con chó này. Để thử cầm đá. Ừ, ông cầm đá ông chọi được á. À. Ồ, mà chọn cái mất cục đá luôn, bể Ừ luôn. thì mất, mà đá nhiều mà, đá mấy stack Ừ. rồi. Bây giờ mình rất là cần gỗ. Ông Kìa hồi kìa. sáng tôi chơi thì phát hiện một cái lỗi không ơi. Sao? À, hồi sáng tôi lên đảo xong cái tàu của tôi á, cái bè tôi nó trôi mất tiêu. Xong là tôi ao ra tôi vô lại. Tôi đứng trên bè. Vui Ờ, vậy. Ủa sao? Không. Tại sao tôi lại rớt? Give me more. Ủa còn thức ăn không vậy? hết rồi để tôi nói ông mà cần cần câu đó. Không, không xong rồi. Cái này không được rồi. Bé biết vậy nãy thu hoạch hai trái dấu. Má đúng cay luôn chứ. Ừ. Kẹt. Nãy tôi bị lắc, tôi chỉnh chỉnh cái gì á. Cái xong tôi nghe tiếng con chó, con chim rồi. Tôi nghe nó mà tôi nghĩ là nó chính ý ý là tôi nghĩ là nó chỉ ăn hạt kiểu là mấy cái nào mà đang trồng thôi á. Ừ. Rồi có ấy nè, có Ồ, nè cho thứ này là mình khỏi lục đồ đâu, mình cần đi đây mình vớt đồ thôi. ông làm cần câu chưa? Rồi. Làm cái xịn nha, đừng 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 làm cái Chuyện hả? Cái chuyện này chưa, thiếu 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 nhiều lắm. thiếu gì thiếu gì À, cái chuyện thiếu cái rap có. Grab hả? Grab mình có nhiều mà. Vậy thôi. Grab một sắc nè, 10 cái nè, ở chỗ này nè. Nè, ở mấy cái thùng to có mấy cái ấy á. Tôi bắt đầu đói bụng á. Là Câu cá đi ông ơi. Tôi sẽ tôi làm cái tầm. kìa. Tôi làm cần câu rồi. À, tôi làm cái cung rồi. Tên đâu ta? Đây 12 tên đây. Dạ. Bữa tôi có lên mạng tôi xem thử á, nó có làm cái thuyền á. À, nó có làm cái Gì? chả biết nói ông nào. À, ý ý là cái địa điểm tiếp theo mà mình đến á là một cái thuyền to đùng luôn. Ừ, phải vậy. Cái địa điểm mà trên bản đồ á. Trên trên hôm bữa mình đọc được thêm một cái code tiếp theo đúng không? Ừ. Đúng rồi, nếu mà theo cái code đó là mình sẽ đến một cái chỗ đó là rất là bự. Là nguyên một cái thuyền to luôn. À, có thịt cá mập nè. Quay đi. Ngon ngon, khá đang đói. Thì tôi bỏ khoai tây vô. Thịt cá mập không? Sống rồi. À, tài nguyên lại về rồi. Chắc tôi phải làm thêm cái tôi phải làm cái hàng rào lại quá. Hàng rào cần. Ôi ông ơi, em ơi. Rồi cầm đá. Chết. Láo. Tôi đói quá, đang lên lớp. À, ăn 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 đi ăn. Ăn đi ăn đi. Rồi từ từ, cái nút tab tôi nhấn tab để mở
co đồ lên nó bị lắc đúng không? Không nha. Ừ. Ờ, tao lâu bị vậy á. Lần ý là lần đầu tiên ông mở đầu tiên nó hơi lắc á, nhưng mà mấy lần sau thì nó sẽ đỡ hơn. Mà được rồi. Còn một chấm máu. Cái này ông hết cái đó đâu, đã chết ngay đâu. Ờ, trước có cái đảo rồi. Ông hết máu, ông cái cây năng lượng ông mà hết, ông đâu có chết ngay đâu. Dạ. Ừ. À vậy máu tụt. Ờ, máu tụt xuống mới chết. Tôi cần làm dây. Ờ. Ủa. Biết sao không? Mình cần phải làm thêm mấy cái gỗ nữa. À, mấy 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 cái cây, mấy cái đồ mà để làm trồng cây á, trồng cây gỗ rồi. Để có gì mình không có thiếu phải không? Ai chị quá. Đây có một cây nè. Giờ tôi sẽ làm mấy sắt dây thừng để tôi ở đây có dây thừng. Để tôi làm tiếp cho nè. Tám tại cái thôi. Tôi đang phải đi kiếm được phẩm. Ừ, cái vụ mà sáng tôi bị cho mắc thiền á, tôi phát hiện ra. À, ví dụ như mình mà không bơi gần lại cái bè của mình đi. À, mình sẽ không bao giờ bị cá mập cắn. Ủa. Hello. Ờ, hồi sáng tôi bơi hoài luôn. Sao bơi vậy? Sợ mà hóc mồm hóc nước luôn á. Đấy. Hả, lỗi hả? Không, chắc là cá mập nó chỉ thích cái thiệt thôi. Ừ. Má hết gỗ à. Tôi lên chặt cái cây kia. Má đúng cây con chim luôn. Đâu? À con chim. Sao càng ngày càng xa cái đảo gì vậy? Ờ, hình như hướng tàu khác không rồi. Kỳ vậy. Ủa, tôi mới chỉnh mà. Sao heo. Kỳ có cái thuyền to kìa. Có tiếng chó ấy. Chỗ tôi toàn là tiếng mèo không. Cột ngu một chi. Đúng rồi. Cái cung á, cái cung mà muốn muốn bắn á là ông phải gồng quá rồi xong ông mới bắn được. À. À, tôi nhiều đồ quá. Cắt bớt đồ đi.
dừa nè. Ui Ồ, vãi. Má thồn. cá mập lên tiền luôn kìa. Cái tôi phải đi làm mấy cái làm cây giấu cây bình thường để solo nó không cá mập quá. Ông làm giáo không được, ông có làm giáo giáo xịn đi, giáo xịn chọt con cái là nó chết à. Tại chưa có đồ. Đây tôi làm chưa? Giáo giáo xịn Có còn gì? Giáo xịn còn giáo là chơi đúng không? Còn flăng nè, 6 cái, hai cái dây thừng là có rồi nè. Sắt với lại một cái đinh hả? Đinh có rồi nè. nhiều Sắt quá. còn má sắt. Sắt có nè, đủ rồi. Dây thừng hả? Dây thừng cần hai cái. Ủa dây thừng nhớ nhiều mà ta. Ở đây. Ở trong kia có 6 cái. Bây giờ cần cần 6 miếng miếng ấy nữa. 1 2 3. Tôi cần 3 miếng nữa. Ôi từ từ Có miếng từ. gì? 3 3 miếng gỗ nữa là đủ. À, tôi có gỗ nè. Ok. Ông không để đi. Đây đây nè. Rồi rồi rồi. Rồi. Đang trước cái thuyền nhỏ, đang trước cái thuyền nhỏ. Để tôi nướng cá đi. Rồi Biển cái đâu, biển bự mà nướng bắt được tàn mấy con cá khác không? ok. Ủa, đâu? Ông. Đây là con này. Nè, tôi bỏ vô, bỏ tay vô cái đuôi này nha. Nè. Nè. Đây. Rồi. Hai cây cho người Rồi ok. đi câu luôn. Má tối nhanh cái gì vậy? Tôi muốn làm cái đèn nữa. Đèn đâu? Đèn cần scrap với lại gỗ à, cái này dễ. Gỗ đâu? Gỗ đâu? Scrap đây nè. À, để đây đi. À tôi thấy tụi nó dùng sơn đúng không? Trời, tụi nó sơn cái thuyền đứng đẹp luôn. Ủa mà hết gỗ rồi hả? Tính ra tôi hết gỗ luôn mà tôi đi chăm. Tôi đi chăm cho mấy cái cây, cho mấy cái lò. À mình cần phải làm tổ chim nữa, mình có đồng. Đồng với lại làm luôn ta. Thống quỹ này to mời. Sao không? Lật thuyền rồi đâu nhỉ? Tính là chưa bao giờ, tính là chưa bao giờ thấy lật thuyền luôn. Ngoài đời tôi có thấy rồi mà em chưa. Thôi không. Nói xài vậy. Tôi cần hai miếng gỗ nữa để làm Hai miếng đầu đúng cái rồi, đèn. tôi lần một giờ mới cầm bớt phát được 2 miếng gỗ luôn. Bây giờ mình như vậy thôi nha. Cái ok, tôi làm cá. Bây giờ mình dạy thôi chứ khoảng khoảng thời gian nữa là mình phải làm nhiều ấy lên, làm nhiều cái rương lên đó, rồi xong một rương là trước chỉ có một món thôi. Không hiểu không? giống kiểu như Minecraft à. Đúng rồi. Tôi thấy mấy tụi trên kia nó cũng làm vậy. Ê, cái này gắn cái này gắn 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 ở trên đây được nè. Đây là tôi cho ông xem nè. Đó À, có. mát
nó bắt đầu khát nước rồi, đi uống nước. Nó móc kéo đồ nhanh hơn rồi. Hả? Kéo đồ nhanh hơn. Ừ. Tính ra mình xay ra nữa được á. Ừ. Mình xay ra nữa được mà. Tôi nghĩ là đập 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 cái phía bên 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 trong này nè, rồi xong thay bằng mấy cái lưới này cũng được. Ừ. Tôi nghĩ là mình thay không từ từ, tại vì nó thì ý là từ từ á. Cũng chả chả giỏi lắm. Như là mình ví dụ mình xây hết lưới thì nó không cần thiết. Mình xây một vòng. Cái này nó không làm cái cửa chứ có mà ta có thấy có tụi kia chơi có mà. Ồ có đảo bự lắm ơi, đâu đâu trước trước. Ok, để lên điều chỉnh nãy giờ quên cái câu cá chú mặt luôn không. Ừ. Tính ra mình đang có bốn cái đầu con cá mập luôn á. Hình như là mình tôi nhớ là mình có thể làm cái đồ để treo cái là cái đồ để treo đồ lên á, ví dụ đầu treo cái đầu cái mặt là cái xe có có vẻ hai triệu không ơi. Ờ. Đầu dưới trên dưới. Ôi trời. Tài nguyên không. Rừng vàng biển bạc. Ôi hình như là mình chạy hơi sai sai cái này chứ. Không mình không có chạy lại gần gần thôi, mình nhảy vô bờ. Ừ. Tại vì mình không cần phải đâm vô đúng không? Tại đâm vô nó khả năng nó bị mắc cạn. Ừ, bị mắc cạn cao. Rồi tôi làm gì đó thôi. À, bây giờ tôi cần phải chế thêm một cục pin nữa. Tại vì nếu mà không có pin đó, thì không có liên lạc được với cái đám kia. Pin thì còn ở đủ rồi. Tôi có khá là nhiều cá. Ô nhiều chạm đúng không? Hiện tại có cái chạm trước mặt mình luôn á. Là ừ. Tám đi 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 cái 89 gì đó cái màu xanh xanh ở ừ. Trên chứ hả? Chạm rành trước đi. Lúc pin nhau mà. Không cần tôi đọc thôi được rồi.
thắt mà thả neo được á. Ok ok. Thả thả neo không? Thả neo không? Thả. Thả gần đây mình bơi vô được à. Mình đã ở đây được 31 ngày, 1 tháng rồi. Thế tôi bỏ cái con cá sống vô á để cứ đồ nó kìa và pin lên đảo. Ừ đúng rồi. Hay à, tôi biết rồi, giờ phải làm thêm một cái đồ để trồng cây nữa, trồng cây lớn lớn á. Còn ừ. Lá cây nè, còn đinh nè. Là cần một cái miếng một cái này. Ôi. Tôi trồng thêm một cái cây nữa. Câu này rác không? Được nguyên cặp gà. Cái nước. Chỗ ông thử đó xem tôi bị cá mập cắn không? Bị chứ. Mà để chờ xem nhé. Bị không? Chưa, đang bơi vòng đảo. Chưa tìm được chỗ lên. Rồi không bị không ơi. Ghê à. Lỗi hả? Không, nó nhân phẩm tốt á. À, hẳn rồi. Cái đầu sáng tôi chơi là vừa nhảy xuống nước thôi, coi cái mặt cắt rồi. Ủa, tôi vẫn không biết đặt sao cho nó được. Không đặt gì đâu. Tôi đang có ý tưởng là lên thêm một lầu nữa đấy không? Không, tôi nghĩ là mình cần nối dài với tàu to tàu bự lên. Ừ. Mà nói vậy thì nếu mà như vậy á thì mình cần phải đi hoài luôn. Ừ. Đi hoài luôn để lấy tài nguyên, lấy mấy stack á rồi xong mình mới mở rộng được. Mà tôi đang không, tôi đang nghĩ là à. Bây giờ cứ đi vô để lấy nhiều sắt nhiều đinh đó để mình làm mình trang bị cho cái tàu mình cho nó cứng ở bên ngoài cho con cá mập nó khỏi cắn hơn. À được. Mẹ nó cắn đây một phát rồi nè, cay thế nhờ. Các bạn cho tôi khai thác hết cái đảo này để tôi kiếm còn kia thùng. Pin này, đá này. Ông tính khai thác hết cái đảo luôn rồi. Ừ. Tại đang coi. Ông có bơi xuống không? Đang bơi xuống. Bơi xuống. Không ấy thì cứ để tôi làm cho. À, mới lập tay. Cá mập thấy tôi ấy á. Nãy nó không thấy ông chắc luôn, nó thấy tôi rồi. Ừ. Nó cắn tôi rồi. Cái này ở dưới luôn nào. Coi chừng nó cắn ha. Tà mê nó cắn phải cắn, cắn mấy cái chết là. Chết, ủa gì vậy? Ui, rồi đúng rồi, đây. Ui. Chết mẹ mày, đau chưa con? Ê. Táo nè. Ồ, cái đó là chết chóc. Tính là tôi đang bắn cá mập bằng ấy luôn. Thấy á. Rồi, lên đây. Láo nè. À, hình như con cá mập nó bơi qua có mấy cái
Để tôi bắn nó là có mấy cái cung tên á, nó dính cho nó không? Ừ. Con cá mập nó nhưng bơi thử đi. qua, nó bơi qua tôi e, tôi bấm e là tôi lầm được. Vãi. Ủa đâu rồi? Tôi thấy có mấy anh niên kia bắn chính luôn nhưng mà chưa thấy tụp. Lầm được. Ồ. Ủa lầm được không Như ta? là các bạn như chú ý tới tôi rồi vậy. Nè lầm được nè. Ông nhớ lầm rong biển nó đi không? Ừ, nó đang bơi sát tôi quá. Nè nó mới Lên bờ cắn, trốn. nó mới cắn tôi cái nè, má đứng đau luôn, con chó này. Ủa ông khai thác ở trên đây chưa? À, khai thác cát Ok, bây giờ mình cần tảo rồi. hả? Ý là mình mình cần khai thác mấy khoáng sản đồ cần nhiều lắm À. á. Ủa, cá mập đâu ta? Không thấy bạn bạn cá mập ốc chó. Tôi khai thác được ba ba cái quặng sắt nè, ba cái cát, không không là Ông cát đừng lấy cát đá nha, ông đừng lấy đá nha, đừng 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 lấy đá, ừ, mình không cần đá đâu. bốn cái clay thì nó cát không. Thấy đúng rồi, tại vì cái ông nhớ này, cái đá là lúc nào nó cũng nằm ở dưới bề mặt á, ở dưới cái bề mặt, dưới cái đất á, còn mấy cái quặng á là nó sẽ nằm ở trên mấy cái tảng đá, là nó nằm nghiêng nghiêng á. Uống cá mập đâu ta? À. Như tại ở dưới chỗ nơi tôi nó có cái hang. Ồ. Dạ, lạnh như nó cần nhiều hơi lắm. Cần nhiều hơi thì làm một cái Ừ. làm cái bộ gì đó, bộ khí á, để tôi làm cho. Ừ. Mà hình như cần nhiều thứ lắm không? Tôi mới làm một cái đó, tôi mới bị bể. À, mình dùng nhiều thứ bể à? Đúng rồi, cái nào cũng có bộ đồ bền đó, hình như ở À. trong đây cái gì cũng có đồ bền đó. Thứ gì không có là gì không biết không? Gì? Cái búa để chế tạo á. Ừ. Nó bé ta. Cần nhiều đá với đồng lắm nhau, đồng để làm pin À. á. Má là sắp đói rồi. Ồ, thấy không rồi kìa. Với đây có Tôi khoan hang nè. cho tôi cách già mà lấy ra hết đó để tôi làm sâu không. Ok. Thôi giờ 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 tôi thiết nghĩ là tôi nên về, tôi sắp bị đói nè. À, báo thông tin vui cho công an có một cái rương. Ngon vậy? Đúng rồi, thường thường nó hay có. Ông có đặt cảnh đó không? Ấy da, đủ má. Trời, nó xuất hiện, nó nhảy vào người tôi. Má sợ thì chứ. Không rồi Hả? à, không khỏi dũng được để tôi ăn rồi ăn cái bóp đó rồi ăn hết tôi lấy đồ Ủa đường lên đâu ta? À đây đây. Má. Tôi đang bị đói. Đây rồi. Xin con cá rồi được rồi chê nè. ừ Xin ok. con cá chê. À tôi đang bị khát nữa. Tôi đang bị khát, tôi bị đói. Khỏi khỏi vô hay nha, tại vì tôi mới ăn hết nóng đồ ăn Ok. Rồi để tôi chế ông cái gì đó, rồi. cái đồ bộ đồ lặn nha. Bộ đồ lặn thì gồm có plastic. Ok, lấy đồ plastic nè, ốc tầm một cái, Vingot. Ủa Vingot đây, với lại dây. Ông có cái gì đó, cái mẹ quên rồi, ở dưới đó có rong biển không? Lấy sao ta? Ông cứ bơi gần á là nó có hiện chữ E lên là ông lấy. Thường 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 nó À mọc gần bên trên á.
tôi phải giết Nghĩa con nó chó không có à? vậy hả? Vãi, nó cứ đi cứ hễ đi phát là nó cắn cái thuyền rồi. À. Má bực rồi nha, tao không rảnh tao chơi với mày đâu, tao nói cho mày biết. Wow. Hơi quạo với chú em đó, chú em hơi bị má thô láo đó. Má mình cần gỗ quá trời. Có hẹn nha, chỗ này hình chỗ mục ta mấy clip nhóm mục á, cầm mấy cây trướng này lên cái Thôi không. Tôi đúng bị kiểu ghê ghê mấy clip như vậy luôn á. à. Không bao giờ là đủ gỗ. Ông cần lặn xuống dưới sâu không? Tôi làm được cái bình oxy này À, hiện tại tôi lặn hết trơn nè. Ok. Tại rồi, tôi vì hết đảo rồi. cái bình oxy này á, nó có cái bình oxy. Ông mặc đồ, ông mặc giống kiểu là ông mặc cái nón á. À Bây giờ vẫn còn một số đồ mình chưa nặn được. Đầu tiên là mình chưa làm được cái đèn pin. Mình vẫn còn cái battery cũ mà. Tôi nhớ tôi reset battery mà sao cái này chưa reset à? Ê, tôi lấy cái battery hết pin không? Xong ừ tôi reset. Đúng lại luôn. à tôi đang suy nghĩ là sao đó bay qua cái mặt nó cứ me me tôi hoài ta Có mà chắc được sao đâu không sao không tôi sao, lâu luôn nó đang ở bên đây nè. Ủa, ông đừng nói là bên đó còn có thêm một con cá mập nữa nha. Bơ qua khúc nè, bơ qua khúc nè. Ừ, đúng rồi, mới nhảy lên được. ồ Nè cá ba. chuẩn bị để coi À, xe thu luôn. thập được táo và sắt táo Bỏ hết vô đây không? Bỏ hết chưa? Bỏ hết vô để làm ấy. táo đồng Nè nè, tôi cho ông cái bộ lặn nè. rồi để tới tính mười cát Nè, bộ lặn nè. Cái này là cái ông ấy chính. gì Ông lấy gì vậy? thế à thế Ok, nó từ từ rớt xuống cái mất luôn nhé. à ủa rớt rất là mắc hả Rớt mà ông lượm á là nó mất á. à thế hình như tôi đeo cái này vô phải cởi nón cho ông rồi Vậy hả? Cái kỳ vậy? Đó, cởi, lấy tôi cởi. bỏ trong gương Ok. nào xài lấy tình trạng quan thứ Ủa, còn còn sắt không? còn tôi mới bỏ tôi nghe tôi bự Không, ý là còn mấy quặng sắt, quặng đồng gì ở dưới biển không không ăn hết rồi Hết rồi, vậy mình nhỏ neo. tôi lấy con cá nhậu quá Neo đi thôi, đợi gì nữa. Má con chó này cay thế nhờ, nó từ ổ rồi. máy lọc nước sử dụng năng lượng chai Sử dụng năng lượng mặt trăng. Hết gỗ rồi. hết gỗ hả quên nữa tôi còn 20 gỗ nè Ông để tôi quăng cho Ôi cái mũi. Hello ông ấy nha. Ok.
À tôi làm mấy cái tổ chim. Nó nói xong quên không làm. Một cái. Tôi còn lá cây. Ủa lá cây mình nhiều mà. Đây. Hai cái, ba cái. Hết gỗ luôn. Ok. Làm tổ chim. Để lấy lông chim. Mấy cái tổ chim tôi mới làm đúng kêu. Cái này. Một cái nè. Hai cái nè. Ba cái nè. Ok. Chó kia mày nhớ bố mẹ. Mẹ mày. Bố mày hơi căng mày đúng không? Bây giờ mình còn phải làm nhiều nhiều cái thùng hơn. Tôi cần 7 gỗ để chế cái rương. Không, cái rương cái thứ hả? Rương cái thứ để tôi làm cho ông. Bây giờ để không? Cho tôi quần quần. Tôi đầu cho. À, ok. Tôi để tôi bộ giống rương nha. Mà tôi cũng đang cần gỗ nè, mà hết gỗ nè. Cái cầu cá thế. Hết rác rồi. Hết tài nguyên, rác gì mà rác. Biển ơi. Cho em miếng gỗ đi biển ơi. Tính hết hết gỗ. Nghe đồn là Borderlands á. Ông biết cái game đó không? Borderlands á. Chưa. Game gì mà có cái hình ở ngoài tràn tràn phải không? Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì nghe bảo là thằng Epic nó sắp cho game đó. Mà không biết sao mà đó là một game tôi cũng mua rồi. Đợt tới giảm giá nguyên một cái collection luôn mà có nhiêu tiền gì? Đâu. Nó giảm giá nguyên một cái collection có 100.000 ở trên Steam á. À, tôi nhớ có đợt nào nó cho miễn phí một cái bản nào đó một phần ở trên Epic Game rồi. Nhưng mà tới lúc đó còn có mua không có nhận á. Nhìn tôi ghê quá ông ơi. Gì không? Nướng con cá nhìn tôi. con cá lớn đúng không? Con cá fit đúng không? Ok. Giờ không có. À đúng rồi. Đó. Mình đặt hải trình đi chứ. Sắp tới rồi nè. Vãi. Mà quay cái khúc này đúng không? Quay hướng này đúng không? Sắp tới rồi. Hợp nha. Từ từ. Đúng rồi. Phải hướng bên này. Ok, sắp tới rồi. Chặt cây nè, chặt được rồi nè. Để tôi chặt cho. Tôi tính làm cái thiết bị cái gì tự. Ê, có mấy con chim bên này nào? Mấy không? Đó. Có mấy con chim nè. Làm xuống nè. Kệ, đuổi cho nó bay. Ê. Có lông. Tôi đầy đồ, ông lấy, tôi đầy đồ. Tôi nhặt lông ấy nha. Ok. Lông ấy làm gì ta? Lông làm mũi tên. Hả? Mũi tên cái gì á, nhiều thứ, nhiều cái lắm.
hết gỗ rồi, không tưới được gì hết trơn mình. Nha hả? Đây châm gỗ nha. Rồi. Ở bên hông bên kia có cái bè nhỏ. À, ok. Cái tiếng đó mình cũng tới mà. Ủa, tới không ta? À. Rồi, có đảo bự kìa, đảo bự kìa. Đâu rồi đâu? Đâu bự đâu? Đó á, trước mặt kìa, trước mặt tôi kìa. À. Đảo to lắm, cây nhiều lắm á. Đù phải ai được đó phải nó hết độ à, hình như cái này là cái này là cái mình sắp tới phải cái trên radar. Tôi làm được thêm một cái lò nữa mà có nên không ta? Tôi bị đói bụng. Vì là tiếp tục xưng con cá chê. Cứ ăn thoải mái, tôi còn chưa nướng. Nướng rồi bỏ trong tủ. Tài nguyên này về. Má là một đống gỗ luôn mà dùng có hai ba phát rồi hết thế rồi vậy. Cái tôi phải là đi làm thêm một cái búa quá. Ồ. Búa là cái gì? Làm một cái búa kiện để nó tan gỗ. Ồ. Ông thấy có cái cắt gỗ không? Ông thấy không? Có gì? Có kéo hả? Có cái cắt gỗ. Ừ đúng rồi, cái gì mà để cắt gỗ. Cái ở trong tuôn đó có cái một cái hỏi kim loại, một cái bản lề với hai crab. Tôi phải bỏ đồ đây bóp á. Bỏ đối không? Bỏ đối. À, tôi làm cho ông một cái hút mới nha. Cái để móc á. Ừ. Thì cái móc xịn á, có cái móc xịn ngon hơn. Ừ. Cái móc xịn đúng xài đúng nhanh luôn. Ừ. Ý là nó chụp kéo nhanh. Ờ nó kéo nhanh một phát với lại ông đà cũng nhanh nữa. Mình cần scrap với lại scrap đâu. Nhớ mang cái cục đi theo nha. Cục gì? Ờ cái gì đó. Ôi, đó. Ôi. Ôi, hết scrap rồi. Đây là scrap đi. Khoan, uống non nơi, hả lên trong rồi. Ông đây là. Nó đây là. Trước mặt tôi nè. Ừ. Chắc tôi cũng làm một cái nữa. Cái này kéo nhanh hơn với lại các thứ. Đó. Ồ. Kéo một phát có gỗ cuốn cá liền.
cái hòm thứ ba là dùng để mấy cái kim loại rồi nha, kim loại sắt này, mà từ 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 rồi mình sắp xếp lại sao. Mình tới ta hay là mình lạc cái mất tiêu rồi ta, Ủa? thấy gì mình có tốt phút rồi đó ông ơi. Ủa? Ê ơi chết mẹ. Hình như mình đi nhầm rồi. Ừ. Trước mặt kia đúng không? Mình nhầm rồi, mình nhầm rồi. Không sao, tôi sẽ sửa chữa. Rồi. Làm cái chiều Máy chèo bể luôn rồi. Máy chèo cuối cần cùng cũng dây. còn Dây với lại gỗ. Mình mất hết gỗ rồi hả? có hai gỗ nè. Tôi có. Ông biết không, trong trường hợp mà mình không có gỗ, ông biết mình có thể làm gì không? Mình đập cái bè. Đập cái bè là có gỗ rồi chứ biết sao gì. Cái này là cái đảo trên bản đồ nè. Ừ. Chả hiểu sao nãy. Tính ra quẩn lắm mới đập cái bè đi. Đợt tôi bị mắc cạn đó, tôi đâu có như tôi cũng đâu nghĩ ra cái vụ đập cái bè đâu. Tôi thiếu Ừ. đồ, thiếu gỗ má, đúng cay luôn, thiếu gỗ là thiếu cái nhựa. Cái sụp tập hết à. Ủa. Thế sao ông biết tôi phải làm gì không? Tôi xóa thế giới. Tôi xóa thế giới thì tôi quay lại điểm lưu cũ á, nhưng mà tôi vẫn bị mất đồ nha. Tại lúc đó là tôi chơi kiểu là chơi chơi lớn á, lại bơi ra xa để lượm đồ á, rồi bị cá mập cắn chết. Mà cái thế giới với lại cái bản lưu của thế giới với bản lưu của nhân vật nó khác nhau nha. Ông mà chết mà bị mất đồ rồi nha, là ông chết luôn. Dù ông có quay lại thế giới cũ, ý là ông quay lại cái bản xếp cũ chăng nữa thì ông vẫn bị mất đồ. Thì gì ta? Rồi đã là đúng bự luôn. Có lẽ chúng ta sẽ đóng quân đây dài dài. Tôi nghĩ là mình nên đào cái xẻng á, làm cái xẻng để đào đất coi 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 nó ra cái gì không. Ừ. Trời, chèo đây mà bể luôn cả cái ơi chắc chắc đến đây là vừa rồi gì. Ừ, chắc là được không ạ? Anh em. Khả năng khả năng má sống sống dữ vậy. Con chó kia nó lại cắn một phát rồi, quá thề luôn. Rồi ê, cất bớt đồ rồi rồi, rồi đi vô nha. Từ từ để tôi làm thêm cái búa cho tôi. Ok. Cất bớt đồ, bớt các thứ đi rồi hãy vô. Ừ. Lá cây đáng gì quan trọng rồi em. Có cái gì mình chưa làm nữa. Mình có nên làm một cái cánh buồm nữa không ta? Biết hết, nếu mà làm theo một cách nó đi nhanh thì sẽ nhanh hơn. Ồ, đợt. Nãy bơi xa là không chết, thì không bị cắn, mà bây giờ bơi gần bị cắn. Tôi nghĩ tôi sẽ đi khám phá tìm đồ ăn trước. Ok. Đúng rồi, ưu tiên đồ ăn trước đi. Ồ, trên đảo có con nai nè, nai hay có con gì ta, có sừng nó nhảy nhảy nè.
hình như ông bắt được nó nhưng mà phải phải dùng hình như ông bắt được, không biết sao bắt luôn. Ừ. Kệ mẹ tụi mày luôn đó, đó. Cái thuyền tao mày, mày muốn cắn gì mày cắn đi, nó quá mệt mỏi. Tôi nghĩ là mình lên bờ nó sẽ không cắn tao đâu. Ờ, chưa dắt đồ không? À, thích hiểu con này nhanh hơn tôi không rồi. Thôi bỏ qua đi, cái gì khó bỏ qua. Ủa? Đó, cái gì vậy? Phải, đúng đó rồi. À, ông cần có cái cung, ông mới bắn được nó. Chùa má, đây quá trời gỗ nè. Ừ. Khi nãy tôi thấy có con gì bay bay nữa là phải á. À có con bọ. À có cái okay. Ôi, 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 ôi. Gì vậy? Heo vườn, hút không ơi, heo vườn. Ừ, không chơi. Sao để bắt con heo rừng ta? Nó hút đi. Tôi gần hết táo rồi. Chạy đi không? Run for your life. Heo à? Làm gì để bắt được nó ta? Cái clip của mình bắn nó quá, bắn cái chết á. Mà như nuôi được á. Ừ. Liệu rằng chúng ta có thể chơi cái trò với Minecraft không? Sẻn để đào nè. Ây á. U. What the fuck. Tôi bị con heo. Mà thôi tôi về thuyền luôn. Đau lòng. Ông ơi, cái này là cái giá mới đánh đổi ông ơi, ảo to. Giờ mình quá trời đồng. Cây giáo không có phi được ta. Phi mất sao không? Không, giống như may lắm, phi xong mình tập lại. Ôi. Anh ơi, chơi anh ơi. Con heo nó bảo là chào anh, em đứng đây từ chiều. Mày, tôi trốn được cái góc rồi. Chắc lẽ tôi vừa ăn mấy trái dừa xong tôi núp đây luôn á. Con chim đại bàng hay chim gì to lắm. Ủa má, sao có nhiều cái mình không biết à. Mà như hình như không nuôi được cái sao không. Ôi, nó thả lá vô mình ông ơi. Thả lá. Con chim nó ném lá, nó thả vô mình. Vui à. Thấy cũng mấy gặp mấy con hành tinh rồi. Hello, ôi, không chơi bạn ơi. À, tôi chắc tôi cũng phải làm cái giáo luôn. Có kìa, à, luôn. Cần gì? Cần gỗ hả? Hết gỗ mẹ rồi. Tao lên được phòng tảo nha. Gỗ sắt dây thừng. À, thôi. Đi lên ngủ cái vô sáng như vậy chứ giờ tôi cần gỗ mà. Ừ, để tôi lên thiệt. Không có gỗ, không có gỗ. Có 7 cái để tôi cắt thêm.
và chặt chặt theo chặt 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 hết gỗ rồi xong lên 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 đây. Giờ mình cần một cái mình cần một cái giáo cho tôi nè, rồi mình cần thêm cái mấy cái búa mà xì xì không mắc còn Không, không làm nhiều được cung chưa? gỗ hả? Cung á. Cung tôi làm được rồi, ông lấy ông tôi nhả cho mày chưa có tên Để tên làm cung với ta nhờ mình cho mình thử con heo với con gà vàng á, xong rồi mới đi được chứ. hình như con heo nó cho da không, Ừ. mình mà có da thì mình mới trời, con cá mập nó cắn nát cái thuyền luôn rồi nè, thằng nó xuống giờ xuống liều mạng nó đó. Ừ, có ông, tôi nhớ ông có làm cục cá gì mà ta. Đúng rồi. Hợp lý. Ê, chết không rồi nè. Yeah. Con cá mập chết rồi. Con Tôi bắn một tên chết luôn. Chết mẹ mày đi. ui 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 có con cá gì nó nổ không ơi, Cái gì nữa? như lặn xuống biển á, có một con cá gì ngàn nó nổ. Sao, sao nhiều động vật nguy hiểm vậy? Ừ, Rồi. để tôi bổ cái bổ vào. Lại thêm một cái đầu cá nữa. Đúng, rất là Ông có khai thác được khoáng sản gì không? Ông bỏ vô trong kia để ấy. ừ lần được quá trời lâm, tôi giờ cần rất là nhiều gỗ. tôi mới bỏ vô 20 gỗ. Bây giờ ông suy nghĩ coi cần làm gì trước. Còn làm cung tên nè, hay là cho cái cung này. Bây giờ tôi sẽ làm tên ha, làm tên sắt hay tên gỗ? Đầu tiên nghèo làm tên bình thường chứ không à, cùi trước đi. Làm tên cùi nha, cùi là cần là nhựa với lại đá. Má. gỗ ba gỗ Làm được bao nhiêu cái? Nè, con rồi. đang lặn biển mà. Tôi bỏ tên trên cái thùng nha, 18 tên rồi mà. Ừ. 24 tên trên cái thùng thứ hai nha, thùng thùng bự thứ hai á. À mình bắt được con ấy hả? Nó Gì? trong trong cái phần weapon đó, nó có cái nét nét lên chờ là bắn bắn ra cái lưới á, dùng để bắt con vật nè. Ok, làm này được đó. Còn Thử cho để thử con heo ra nó hút tôi gần chết nên nó cay nó. metal hai này, plastic với lại scrap. Bỏ gỗ vô nè, gỗ chưa cần. Plastic nè, scrap nè, còn metal. Ồ, mình nếu có metal ơi. Tôi bỏ có ai cho đó. Cung cho tôi Hả? lên
cùng 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 ở họ cái hòn thứ hai á. Hòn thứ hai phải tên đó, tên ở tên cái hòn thứ hai á. Em mình không chia được hết á. À ông Lạng, ông nhớ đem theo cái bình dưỡng khí này, Lạng nhớ lâu. Ông phải tôi đi bờ ra. Tôi giờ tôi muốn lặn xuống dưới biển mà hết hết sắt rồi, rồi âu quá đã được sắt quá trời rồi, hết gì tôi sẽ làm mấy cái nét lên trời với lại đạn đạn là mình cần giúp nét còn chất dẻo. Nhưng có mấy cây bự bự mình khai thác được thôi. Không được không? Lấy từ đá chặt được. Ừ, lấy từ đá chặt. Không được không? Ừ. Phải. Chỗ phải. Ui, ui. Heo ơi, heo ơi. Ồ, heo chạy lại kìa. Chạy lẹ. Tên con chim vừa trốn vừa heo chim mới thả đá ngay đầu nó nó đừng chết đừng chết mẹ cắn đầu quá ôi 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 biển chơi mày xuống biển chơi mày ôi còn một chấm máu rồi kéo chơi nữa ông chết là tôi đến cưới luôn nha cho nên đừng 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 đừng, đừng có kiểu give up nha give up là thua luôn á. Nó biết ta đi được vòng không ơi. Mày quá khôn so với quy định này. Ủa này bắn bắn tên sao đó à ông giữ bên chuột phải á, rồi xong ông bấm chuột trái ông bắn ồ vãi gì thầy. Nãy giờ tôi giữ chuột phải hoài nó không bắn. Chết được heo không ơi. À, ngon. Được 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 da có được da không? Có. Rồi đó, ngon 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 ngon. U được đầu heo luôn. À, 3 miếng da, 2 miếng thịt, một cái đầu heo. Mình còn bây giờ mình lại cần rất là nhiều đầu heo. Không biết đầu heo bỏ vô mình đi cứu được ta. Thôi, mình cần nhiều da. Không được không? Nó đồ chém chết nữa. Bây giờ bỏ vô cái hầm nhớ nha. Mình cần da để mình ấy mặc da để mình làm áo 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 giáp à. Ừ đau da đâu ok. Tôi thấy thật gì đó. Ồ mình cần mình có da mình muốn làm mấy cái đồ mình phải có lông nữa đến rồi. Long làm sao kiếm được? How to kiếm?
tôi kiếm lông. Cái đầu heo mắc cười. Ô rồi. À, sao ta chết rồi? Đâu đâu, không đâu. Khoan. À, bắt một. Ông đâu vậy? Mà sao chết? Trên bờ. Chết chơi giữa giữa nước trên đường vô. Ok. Gì ta? Quật theo hay là Đừng. Cái gì vậy? Ủa sao vậy? Ủa ông đâu có tiền. À tôi nằm trên tàu đây nè. Ông có bị mất đồ không? Có mất hết luôn. Trời ơi. Ông bấm sao? Gì? Tại vì tôi chỉ còn tôi đưa nãy tôi đang vác ông á, không hiểu không? Tôi đưa ông lên bờ. Tôi đưa ông lên bờ xong tôi kiếm cái giường tôi bỏ ông xuống ông sống lại à, tại vì ông bóng cái kia thì mất hết đồ là phải rồi. Quên. Đây là mày từ đầu. Ê ông ơi, hình như sao cá mập tôi cắn tôi đau vậy ta? Không biết. Càng ngày càng khó chứ. Rồi tại vì để tôi mới hồi sinh xong tôi xuống nó thắng tôi một cái còn chấm máu luôn. Chắc ông đâu có đầy máu rồi phải không? Ừ. Rồi ông mất hết mấy cái. Kệ không sao không sao. Hình như tôi đang cầm cái búa không rồi. À, búa à? Nè, cho ông cái móc nè. Bú tôi cũng có mà bú sắp gãy rồi. Thì để tôi gập gầm mấy cái gỗ. Để tôi nghĩ, để tôi thấy là sao ta. Bình thường đó, cá mập nó cắn á, thì là mới được thiếu máu à. Sao lần này mập cắn thúng quá. Chắc càng ngày càng đấy. Mà tại vì tôi còn nửa bình nên tôi nhảy xuống cắn một phát chết tươi. Mốt ông đừng có. Ông đừng có bấm cái gì nha. Ông bấm mấy cái đó là ông chết luôn á. Ừ. Ông giếp ốc á, ông chết luôn á. Chứ thực tế là tôi vẫn cứu ông được. À vẫn đang trong tình trạng thiếu gỗ. Thiếu chắc rồi gì nữa. Thiếu mới lạ. Mẹ ông có bao nhiêu gỗ rồi ông? Không, hồi nãy trong người tôi chỉ cầm đồ thôi, cầm cụ thôi. Thôi chắc đi xuống cầm kiếm đồ đi chặt gỗ đó. Ừ. Tôi chỉ cần thiếu 3 thanh gỗ nữa để làm cái búa ở trong là mình có gỗ nhiều lắm. 3 thanh nữa hả? Đây nè. Quên rồi. Tôi đi lên đảo rồi. Ok. Mẹ còn ấy nó cắn không còn gì. Này mỗi hòn đảo nó sẽ có một cái bí mật hay là một cái chỗ ở đó để mình khám phá mấy cái rương đó không? Ừ. Không mà như còn con heo cái gì không ơi? Thấy không? Ừ, còn một con heo nữa. Chơi luôn cái sao?
Đây còn heo con chim ta. Chim quá. Tại nhà bị hút đi tính. À thấy con chim. Ừ. Đang tìm cách để giết tôi. Nếu mà có chim đây là sẽ có trứng chim không? À. Tao mới leo leo cái núi ta. Ông ơi. Dạ, ông khám phá đi. Ừ. Tối quá thì để tôi về tôi chơi cái này. Có cái sẹn nè. Sẹn hả? Ngon. Ừ. Cái này có chỗ đi, đưa cho mình chỗ cái sẹn. Đào. Đâu đâu đâu. Không ở chỗ này. Không lên núi hả? Không, ở ở dưới nè. Chỗ mà heo hút tôi, hay hút tôi chỗ mà chụp 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 á. Bỏ tay. Sao không? Không ở chỗ nào? Tôi đang ở mép. Chỗ chim như này nè. Thấy không? Rồi, đây, 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 thấy, thấy cái này. Nó hơi tối rồi. Đó, chạy chạy nha, đừng có đứng chỗ, đứng chỗ là đại bàng, đại lá, đại chút đầu á. Ờ, cần cái xẻng rồi. Ê, tôi đủ làm cái xẻng nè, ngon. Đó. À, được mấy cục đớt thôi, đớt tôi làm gì? Không có cái chỗ này mình phải ngồi xuống mình mới vô được, ngồi chỗ nào ta? Ngồi ở control. Ngồi. Ê, có nấm không? Được không? Ê, trong, trong đây có. Đúng không? Có chỗ mình như cầu mình đào nè. Má tôi sắp bị đói rồi. Hàng chị hấu nè. Ờ, cho cái miếng nhớ. Cái gì? Phải, bông vàng. Cái gì? Thấy dục chân, dục cái gì, lập thử ai cho bông vàng. Không cảm gì không? Mấy còn gì nữa không? Không. Đảo là chỉ có như đây. Ê, trên đây có cái rương không ơi? Ờ đúng rồi, biết ngay mà. Ờ, cái nhà này có rương nè. À, có gỗ. Học được thêm 6 cái gỗ, làm được cái búa nè. À, một cái bản về. Rồi, ok, ok. Một cái kinh. Đi ra, đi ra, đi ra. Làm búa không? Làm búa chặt cây ra. Ừ, ông làm búa đi. Tôi làm, tôi có cái búa gỗ rồi. Cái chừng cái chim nó thả đá trúng đầu á nha. Ờ. Nãy giờ tôi thấy nó thả rồi, tôi nhảy nó có thả trúng. Tôi tàn phá môi trường quá, ghét tôi vậy. Tàn cái gì? Đảo này là của bố mày. Ok. Cái con nhẹ nhảy thì ghét rồi chứ. Ừ. Đây có cái núi này cao. Có mấy cây bự đào được thôi. Ừ đúng rồi.
hai cái bậc đá. Ở đây Sao? có cả dâu berry là gì ta? Area cái bọc nước á, ấy á, má con chó này. Berry là gì berry á? ờ Nếu berry không là nói cái quả bọc nước. berry là dâu tây, dâu mẹ gì nhớ tại vì tôi nhớ có một lần có bà cô nào giới thiệu tôi là từ Berry không á, là đi với cái quả đó ăn tròn một nước. Cát thì có quá trời mà không biết để làm cái gì. Thôi chắc tôi quay lại Hay thuyền. quá, Tôi quay lại thuyền cuối quá cùng tôi cũng qua được bên đây đảo rồi. rồi. Không biết tôi về kịp không? Tôi sắp bị đói rồi. Có tin vui trong là bên đảo này đéo có gì hết. Rất vui. Em chỉ có hàng cái rương nè. Ngon. Ồ, trong cái rương này có một cái dẫn đồ ăn. Ê, hình hình như là làm cái hướng dẫn đồ ăn đó là ăn được nhiều hơn thì sao? Cái bông nghệ vàng, một trái chanh, một trái dưa hấu, một trái nho, làm thành combo chứ. Ăn vào chết không? Không chết không? Nhưng mà ông phải có cái nồi không hiểu không? Nào. Để tôi làm cái nồi luôn. Như ở trên đây nhiều cây dừa không ạ? À, cá mập nó cắn vô trong máy rồi. Em nó khó lên. Đau quá. Con chó này. Hấp miếng cá ăn. Còn cá quá trời này. Cố gắng dán chỉnh tí để tôi tạo tặng tôi làm lâm tặc cho cái khúc đây. Cát là một đống, sắt sét cũng một đống. Mà cát thì để làm gì ta? Để tôi coi reset được không? Nấm thì không reset được nhỉ? Coi được nè. Ồ, cái gì đây? À, mình bắt được con vật nào không? Ừ, mình bắt được con ấy đó. Nó cho mình trồng cái bụi cỏ nè để có thể nuôi con vật nè. Ok, hợp lý á. Nhưng mà Có vẻ là có tập Gary nè. À, Red Gary. chắc làm theo cái một cái đây hình như gỗ hơi khan khan hiếm đúng không?
Thế tôi đem thì ba mấy gỗ. Mà chuẩn bị bật phượng lên đi được không thôi. Rồi. Mà nếu ông muốn bắt cái con dê này. Không, tôi tôi muốn bắt cái con đó. Ok ok. Để tôi chế cái đồ bắt nó. À, cần một miếng gỗ, một miếng một miếng sắt, rồi sắt đây. Với lại này. Cái gì vậy? Đang bơi vô nha, cái gì có sự cố gì là chết tôi. Đó, nó cắn cái thuyền tan nát luôn không? Ừ. Ê, ông thấy tôi đang cầm gì trên người không? Đó không? Cái gì vậy? Cái đồ bắn á. Phải. À. Đây nè. Gỗ nè ông ơi. Nè nè, đồ bắn nè. Đó, bây giờ để tôi làm đạn đó, để tôi làm đạn nữa. Ừ. Từ, làm đạn đây này. Mình sẽ làm hai đạn. À, đây. Gỗ đây. Đi. Cần có dây thừng với lại ốc vít. Có bao nhiêu dây thừng? Hả? Bao nhiêu? Không, dây thừng thì cần... Là tôi muốn làm hai đạn nên tôi cần 16 dây thừng. À, tôi có 10 dây thừng rồi nè. Tôi làm rồi. Bây giờ cần cần cái con ốc á. Ốc đây. Một ốc. Cần thêm một con nữa. Mà hết sắt rồi. Không, để tôi làm chứ. Tôi làm chưa? Đây. Còn mấy không? Mà mình cần thêm cái chất dính đó chứ. Chất dính rồi. Thôi. Lỡ rồi nè. Ông ơi bắn đi kìa. Ủa cái này nó phải đạn đúng không? Ấy, đồ má tôi làm lộn rồi ông ơi. Cái này dùng để bắt côn trùng vãi nồi đúng không, cái này má gì ốc chó rồi. Ủa là sao làm đạn? À đạn thì cần phải có explosive powder nè, là thuốc nổ. Thuốc nổ kiếm đâu ra hả? Đây nè. Thôi bó tay rồi, bỏ. Thật khó bỏ qua đi. Thôi bỏ. Để bỏ. Mà nhổ neo rồi. Ok, nhổ. Nó để lâu quá là chết á. Ê à, gì ốc chó rồi. Ông kiếm được cái gì mà kiểu ăn được á, ông ăn luôn cũng được. À thôi, khoan. Tôi sẽ làm một cái lò để mình nấu ăn. Mình còn 6 plastic. Có 6 plastic. Có metal god. Metal. À tôi có một cái metal god. Đây. Rồi, còn hai cái rồi. Không, chờ cái này ra nữa là xong. Hai cái metal god chất dẻo. Tôi có cái bản mồi nha. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Nhổ neo đi. Không. Rồi. Không ổn rồi. Thôi bỏ đi. Đây giờ không ơi. Đây. Có cái gì thôi, để tính sau đi. Nè. Tôi có hơi bị nhiều cái giống ấy. Chắc mình làm một cái hộp ở trên đây luôn đi. Ừ. Thì hạt giống đồ để đây cho nó tiện. Ờ. Ơ tính ra mình trồng cây trên đây ngon mà. Ừ. Lúc nào cũng sẽ có gỗ khoảng tầm 2. Nó khoảng tầm mấy gỗ. Ờ. Không ai quay bơm lại được, không ai quay bơm được các bạn. Hướng này hả?
không, mình đang đi xa ra xa đó. Tôi biết rồi, nhưng mà hướng hướng này rồi. Ok, tắt hay không? Không, mình vẫn đang đi xa, đi ra xa luôn á. Tôi bị khát nước mà. Cái hòn đảo này ông biết gì không? Mình chưa khai thác khoáng sản nhưng mà hòn đảo này đúng không? Mình chưa khai thác khoáng sản gì chưa? Ừ, khai thác không? Hay dừng lại khai thác đi, hay quay lại khai thác đi không? Chứ mình cần khoáng sản, mình cần các thứ. Để tôi làm cái cần câu ấy cho. Tôi biết cái này phải làm gì luôn. Đó, để đi bên nhà. Có bên đi bên nhà. Không biết nữa. Làm thêm một cái rương đúng không? Má rương cần cần scrap hay cần gỗ hay bỏ. Rương bình thường cần gỗ không? Ê, rương bình thường còn scrap này nè. Ngon. Một cái nè, hai cái nè. Ủa sao em ru vậy không? Nó cắn không ơi. Mắc lỗ. Cái này bó tay rồi chứ tôi đâu có gì đâu. Chắc mình làm cái giáo gỗ mà. Giáo gỗ phải cần gỗ. Hết gỗ mẹ. Tháp gỗ. Thôi bỏ đi. À, có gỗ trong gương nè. Đâu có không? Còn 8 gỗ và còn 2 bút gỗ. Là đem mấy con cá nó cắn mình biết chiêu máu luôn, hai thịt nó lại mấy thịt chưa đầy máu. Nghe chưa? Hả? Từ từ vô sâu cái nữa rồi hả? Ủa mà mình có cần câu không? Không. Vãi. Sao tôi nghi tí nữa mình phải đập thuyền cái gì? Máy nghi lắm luôn á. Đâu, ông làm gì á? Hả? Làm gì á? Có gỗ nè. Giờ tôi làm cần câu. Gỗ này. Còn 24 cái gỗ mà. Ý là bây giờ mình lấy gỗ, mình lấy mình có dây thừng nè, mình lấy ốc vít đây, với lại scrap đây, rồi
có vẻ như là chó nó đang ủng hộ mình lắm. Tôi câu cá rồi xong tôi làm mấy cái mồi không? Ông còn cái móc xịn không? Hay là mất rồi? Còn không? Vậy đợi khi nào mà mình có cái móc xịn á. À, ông tôi thả cái mồi cái ông xuống kia ông làm cái gì ông khai thác khoáng sản nha. Để tôi làm 10 câu cho. Má cũng bị lại khác nước rồi. Ăn cho đầy đủ vào. Từ từ uống nước đây. À, làm cái mồi cá. Còn cá với dây thừng nữa. Cái thùng còn chứ. Còn chứ hả? Ơi cá quá trời nè. Ê ông ơi, mốt cá nhỏ đừng có ăn nha. Ăn cá lớn thôi. Ừ. Mấy con cá nhỏ để làm mồi đi. Ờ, như tôi còn 2 con cá nhỏ nè. Cái cá nhỏ đủ làm mồi. Để trong cái hộp cũ. Ủa? Má mày hết dây thừng luôn á hả? Thôi dây thừng còn nhiều. Ôi vãi hết dây thừng kìa. Nani? No. Ờ, tôi còn 7 thừng nè. Ê, tôi câu thêm cá. Nhà đói quá lên xin hai con chim ông ơi. Ừ. Nhưng mà ông nhưng mà mình cần có gỗ để mình làm cái kia được. Làm gì? Làm cái xỉa. Chứ sao xỉa đó được. À có 24 gỗ nè. Ờ đúng rồi. Ông làm cái xỉa, ông làm cái xỉa xịn nha. Để tôi coi. Thì xịn cần có cần sắt không? Tôi có một cái u gót nè. Cần là 2 tỏi rồi. Đó, 2 tỏi rồi, tôi có một nè. Với lại ở đây cũng có một cái nè. Có thể ông cứ làm đi. Nè. Mặc dù đã cố gắng chống cự rồi mà không kịp. Ông ơi, hình như tôi thấy mày càng ngày càng tao không ơi. Kì vậy? Ủa, ông thả neo gì ta? Ông thả neo gì vậy? Chưa. Quên. Thả neo xuống đi, thả neo xuống. À, tôi đi ăn cái. Rồi sáng mai mình chạy vô đảo á. Sáng mai chạy vô đảo rồi mình kia. Rồi mình khai thác khoáng sản. Đi ngủ đi. Bây giờ nha, tôi làm cho ông cái xỉa nè. Cái xỉa còn không hay. Ông làm chỉ cho ông đi rồi xong ông dục cục mồi. Ok. Ông cứ cái mặt mới lại cái cắn ở ngoài ông chỉ lên cái. Rồi tôi đi khác con chẻ thôi. Mà tôi hết. Ở đây má hình quá. Có cái ống vít nè. Với lại 6 gỗ. Gỗ nè. Nhưng mà bịa. Ok. Rồi. Bây giờ nha. À mình cần làm cái máy chèo nữa. Máy chèo cần một plastic với lại 4 gỗ. Plastic nè. Gỗ nè. Hai cái máy chèo luôn. Rồi bây giờ tôi sẽ chèo vô trong. Rồi, đây. Đầu tiên là phải nhổ neo nè. Rồi, nhổ neo nè. Ông đó. Nè mấy chèo nè. Hai đứa cùng chèo đi đó nha. Đâu rồi?
con chim bay bay ghét không? Chèo 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 về hướng kia nha, hướng trước mặt tôi nè, hướng hơi chắc về phía bên phía trên hả? Ờ, bên đây có nhiều khoáng sản không? Hai người chèo về nhanh, đi bộ bộ ấy. Ồ, chắc dừng ngay được rồi. Để tôi thả theo. Chèo chèo xong là ông cất đồ phía bên 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 ngoài bên đây nha. Cái kia. Đồ ăn cho no nơi. Đúng. Rồi rồi. Ủa cái xẻ của tôi đâu? Ủa gì vậy? Gì cắn tôi vậy? Tôi bị mất máu nè. À con chó. Gì? Cái mập à? Ờ à, không, con chim á, để nó kêu á. À nó thả đá. Rồi 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 ông ấy tôi thả ấy nè. Tôi thả mồi nè, ông lặn lặn. Tôi vẫn bị cá mập cắn không ơi. À, tại nó không có lại đây á. Đây xuống luôn, tôi vụ nó. Không phải. Bị con gì á, cái con mà nãy tới không á. Ôi, cá mập cắn thiệt. Phải. Thôi bơi lên thiệt, bơi thiệt. Rồi, coi ông lên. Ờ, nó thấy tôi rồi, nó thấy tôi rồi. Rẽ lẹ. Thấy tác hại của xe hàng giàu chưa? Cái hàng chợ nhiều cái lúc bớt phải à. Nè ông thấy cái miếng này không? Cái miếng này nè. Nè cái miếng này nè. Ừ. À mình phải làm mấy cái đinh á. À. Giờ tí nha, tôi đang hòm áo. Thấy đó. Má. Thấy. Từ từ. Con gái nó thả ấy xuống. Thả đá. Nó nữa kìa. Nè. Chết rồi hả? Ừ. Từ từ. Chết thì nằm đó. Không ở đâu vậy? Ừ. Ở dưới nước ấy. Mày có cá mập nó đang thì ấy. Hay là mình chèo tới khúc nữa để qua cái chỗ chim này ta. Gì chèo đâu? Chèo về hướng trước mặt tôi hả? Họ gọi để lên tôi bơi. Chèo bị nó mất công phía nước ngồi á. Cá mập bị đâm hay là phát đau lắm. Nó lại phía ông đúng không? Ừ. Tại vì còn bị trúng độc nữa chứ. Trúng độc hả? Ừ. Cái con mà cá nóc á, nó nổ. À. Phải rồi. Ừ. Sao game nó nổ rồi, nó có một cái đốm màu vàng nó lửng kìa. Giống như mình chơi game mà sport á, khói á. Ok. Ok.
tôi thả cái mồi thứ hai luôn nha. Ừ. Lại bị cá mập cắn rồi. Mày heo. Chết chưa? Chết rồi. Phải. À, ở chỗ 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 hang á. Chỗ này ta ông nhảy xuống cái chỗ gần gần bè á. Chỗ gần bè hả? Thì chờ chờ tôi, má nó cắn vừa được. Ờ, không được, không được, không được. Ủa nó có tính thời gian vậy? Không, không, không. Vậy chờ tí. Ừ. Má cắn thì sắp chết rồi, từ từ nó hồi máu. Cái ăn cái gì vậy? Con chó này. Hay thế nhờ. Ờ, có con cá lóc mà. Rồi. Ủa cá lóc không lấy được, có thể không? Nhưng không phải có gỗ sao á? Ờ, tôi tưởng nó chín rồi chứ. Má, chỗ này chắc đi luôn quá. Khá là... Ủa? Chờ chờ tí rồi, để tôi vô. Má, xuống trên đường mẹ con cá. Cá mập với chúng tôi. Từ khoan nha ông, đừng có bấm chết nha. Bấm chết là thua luôn, là mất đồ luôn. Chết chưa ta? Má con cá này sao chiên lâu vậy ta? Từ từ, hình như con cá mập sắp chết rồi đó. Mẹ đi. Ờ, thấy không nè. Nó đang ăn, nó đang ăn. Không có nghĩ là tôi với ông nên đi luôn không? Ờ, tôi cũng nghĩ vậy á. Con chó này. Thôi bỏ vô, bỏ đi. Con chim nó dài kìa. Chuyện đá nó trúng đầu đi. Ông có xác không ông? Không. Để lụm được con bác rác mà. Thôi thôi. Là. Ông thả tôi cái cây ấy đi. Cái móc xịn đi. Thì chúng tính solo mà thất bại. Nè. Nè, cái cây ấy nè. Cây xỉ xịn nè, ở sau không? Ừ. Cậu neo nha. Khoan, để tôi thử, tôi xuống thử. Con kia sắp. Má con. Gì?
không không lỡ rồi, thử thử thêm miếng nữa đi, cũng lấy được cái gì đó, ít nhất cũng phải lấy được mấy quặng sắt rồi cái thứ để mình còn. Sắp tối rồi. Ông nhảy xuống bên đó, ông nhảy xuống bên đó để ông dụ con cá mập đi, tôi nhảy xuống bên đây nha. Bạn ơi, hình như nó theo ông hay sao á. À, đúng rồi, theo tôi. Má cay chứ. Còn nó sắp chết luôn rồi á, chắc luôn á. Anh nói lại. Không được rồi, thôi Ôi, bỏ đi, nó bỏ. chỉ anh đi chứ không? Với tôi rồi, thôi bỏ đi, bỏ bỏ. Bỏ nem, bỏ nem. Từ để tôi quán tôi lên. Thật ra mình vẫn còn đồ mình chơi nó. Nhưng mà Cây nó tốn kém ơi, từ cây nó tốn kém cho mình quá. ok. À, tốn kém. Bây giờ ưu tiên hàng đầu của mình nè là lấy sắt để mình gia cố cái con thuyền cho nó sắt với lại cái scrap á, để mình xây cái con thuyền cho nó xung quanh cho nó thật là chắc chắn gì đó, rồi tính gì tính tiếp chứ, nó cứ cứ nó cắn bao nhiêu cái mình cũng phải xây lại bấy nhiêu, mệt đúng không? Vậy tôi lấy cái thước thì đi ra nha. Chị không chỉnh đi, không chỉnh đi. Xem tọa độ của cái tiếp theo á. Mình đang đi đi xa á. Ok. Nó chưa tốn kém rồi. Bây giờ mình cần phải có thuốc nổ cơ. Cay thì chứ. Hình như bắt mấy con bò để làm mà. Tôi chắc tin nhắn thôi. Gì trả lời tin nhắn Không trả lời, để tôi coi. Con nhặt tôi đang ho khi nào bị nhiễm corona không ta? Gì ba bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, chuyện thịt thịt chó còn có mắm tôm cơ mà. Đã tính ra mình hết luôn cả dây thừng, mình hết lá cây luôn. Tôi đang tạo cái việc tài nghiên quá à. Chán thì chứ, thôi bỏ làm sao được.
sao mà vui bên đây quá trời thùng luôn nè. Tôi đang tôi chỉnh cái vườn mà sao càng tính càng ấy không ơi. Càng sao? Có rất là sai. Thôi cùng lắm thì mình cầm mình lấy máy chèo tiếp. Thôi đi đúng hướng mà. Không sao. Ít ra mình vẫn còn gỗ này. Khốn khổ đến cái nỗi mà tôi lấy cái rìu đá tôi chặt một phát là gãy luôn. Nguyên cho gì cái mình không ơi. Con về đi. Mệt mỏi quá rồi. Làm cái đinh, hai cái đinh. Đinh là tôi có scrap. Scrap đâu? Giờ mấy cái hàng mà ông kiếm được là ông đem hết lên kia nha. Hàng gì? Hạt á, giống á. À. Đinh nè. Rồi cần dây thừng nữa. Đó, hết. Nghèo đến nỗi mà không còn một cái lá nào luôn để làm dây thừng. Má cay thì chứ. Không sao cả. Cuối cùng cũng làm được cái cây đi chỗ tiền. Nó lại nổi lên nhặt được. Nhặt này ăn thua gì anh? Ra giờ lông quá trời. Nè. Phải tranh thủ tôi giá thiệt. Ơi bá chứ sao. Nhưng mà đi cứ cố nãy giờ hai lần à. Mình vá thiền xong mình còn phải kia nữa. Mình vá thiền xong mình còn phải gia cố thuyền nữa mà không có sắt. Cái gia cố thì nó cần đinh với lại cái u gót đó, mà u gót còn mẹ đâu. Ông mấy cái đồ mà mình mặc được á, ông để trên cái túi đỏ ở cái hộp đồ đỏ ở bên cái hộp ở bên phía cái gần căn nhà nè, hộp này nè. Mình sắp xếp lại. Có hòn đảo không ơi? Nữa hả? Hòn đảo. Thôi kệ cứ vô đi. Để coi. Mình đang... Ủa?
ông có lá không, còn lá không? Ừ. À, không có rồi. Làm cố gắng nãy giờ bớt. Tôi thiếu ba cái lá nữa. Ông còn cá không ta? Ừ còn. Còn nhiều lắm, đồ ăn nhiều lắm. Thịt đồ mà nấu ăn được là để ở cái thùng này nha. Ừ. Tôi thấy giờ còn thảo rồi. Còn gọt không, còn cái búa không hay gỗ vậy không? Gỗ còn này nè, ở cái thùng này nè. Từ từ để tôi thả neo ông ơi. Thả Ú, đã kém vậy. thả thả từ từ tôi đang bị dưới dưới nước. Tôi lên cái tay trên đây nè. Sao không thấy quặng sắt đâu thôi. Cái cát còn nhiều phải không? Cá mình nhiều lắm rồi. Không, chưa cần đâu. Bây giờ cứ cứ quặng quặng rồi các thứ rồi. Không không cần đá nha, đừng đừng lấy đá nha. Mất công quăng nữa. Tôi chỉ lấy ráp với mấy cái quan cái kim loại thôi. Đúng rồi, kim loại đồng những thứ đấy. Tôi thấy có cái gì đó dài dài rồi. Vừa thấy hình bóng thế là bị cắt đi. Bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vượt qua nơi đây. Tính ra tôi không thấy quặng sắt luôn đó. Tính ra ở mấy hòn đảo nhỏ nhỏ này là mình dễ lấy được hết đồ hơn. Lại nó bị một cái là coi như mơ lên chết, kiểu như là
nó không bị mấy cái con khác cắn. Còn mình sẽ bị cung chim nữa, rồi bị cá cắn nữa. Hay da, cái mặt có cắn tôi không? Rất cần bản sắc mà cũng có ấy á. Con này nó sắp chết rồi. Tôi đang đứng ở một chỗ để hồi máu này. Tôi không có cái cây sỉ nữa, tôi có cây sỉ nữa, chết mẹ nữa với tôi. Bây giờ tôi thấy cái grab mà ở đó tôi cứu tôi đến lụm mà không được không ơi. Vậy hả, sao vậy? Giờ xuống cái cá mập nó bơi là không, cá mập nó là ở dưới chỗ tôi mà. Ủa, ở đó phải kỳ vậy. Tôi vừa xuống nước cái là bơi bơi lại chúng tôi liền. Thế như là em để anh đi chiều á. Ông ơi cứu tôi cái ông ơi. Sao không? Tôi bị cái mập nó cắn. Ờ, để tao. Ở gần cái thuyền, ở gần cái thuyền ngay cái rãnh đó. Có không cái con mà cái con sò sò bự để làm gì ta? Là cái ổ cho chim. Tôi thu thập được 2 quả sắt, 5 quả đồng. Thôi vậy được rồi. Hình như hết sắt rồi. Xong rồi mình phải đi. Mình, đi. Ông có cái tay tay chèo không? Ta chèo hôm nay nè, trong trong cái hộp này đỏ đỏ chèo đó. Ừ. Khỏi đi, chó chó dành. Hết dây thừng luôn.
hơi bão không? Sao mình chưa có cái trứng chim mình. Tôi nghĩ là mình nên cái con chim ở đây. Ừ, giết được mà, nhưng mà tại tôi không có cái xẻ. Bây giờ tôi có bao nhiêu sắt là tôi dùng để cho nó cắn. Không kịp. Tôi có bao nhiêu sắt rồi tôi sẽ dùng để gia cố thuyền hết nha. Chắc cái móc xịn để lại khi nào mà cần là cần thiết rồi mình sẽ móc. Mình cứ dùng móc mấy cái móc dở rồi nè, mới nói xong cái móc dở tôi gãy luôn. Cái móc dở tôi thích đi. Gãy mẹ luôn cả đứt nha. Dây thần, hai dây thần, đây ba đá. Đá thì nhiều. Mấy dây thần thì có. Tôi mới thấy có mấy thằng là nó dùng phần mềm cheat á, để nó hack ra tài nguyên, hack 9999 tài nguyên. Như vậy các bạn không đẹp cho lắm. Người chơi gì không vui, nghĩ là dành cho mấy đứa nào mà kiểu muốn phá đảo nhanh đó. Còn tôi thì thôi cảm ơn.
nếu mà kiểu mà muốn đọc cốt truyện á thì có thể lên lên trên mạng xem cái review á. Đợi cốt truyện game rồi cái mình chơi thì mình chơi vui mà nó ăn thua gì. Trả lại đá nè. Chắc xếp nè. Trả lại. À, scrap nè. Chơi hai người nó càng khó hơn. Mình như chơi bằng hai người nó khó hơn. Nó tự động năng độ khó rồi. Chắc có vẻ tôi cầm đá lên tôi làm thêm ba cái lưới rác không rồi. Thì một con lá mà lá giờ nó lúc chả... thì giờ lá nó... dư rồi, lá dư không, tại vì biết sao không? Do mình làm mấy cái mà không 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 cần thiết á, mình phải đặt ra là mình cần cái gì thì mình làm cái đó trước đúng không? Cày cho thật nhiều tài nguyên mà tính gì tính đúng không? Để là mình đi đảo nhỏ chứ, đi quan tâm cái đảo nhỏ chứ, đảo lớn chúng ta mấy cái đảo mà kẹt của ở trong áp á. Chỉ cần là thêm lá cây, mình cần rất là nhiều lá cây để dành dây thần. Đi đúng hướng rồi. Mình chắc.
Thật sự ra không đúng đó. Cái gì? Ý là thật sự ra mình không đi đúng hướng đó. Ừ. Tại cứ chừng mà mình cải tạo lại cái tàu này, chút khắc. Ồ, à. Kiểu mình xe rộng rộng ra cái con cái mình đi nhiều cái con kia nó không có con cái mập á, nó không có cắn á, cái mình tưởng là ngon nhưng thật sự là không ngon lắm. Nó cắn thuyền đúng không? Ông cái xỉa Có chị gỗ làm cái xỉa sắt à, mấy xỉa sắt đéo có sắt như là hồi nãy tôi có hai không, tại tôi để nâng cấp cho thuyền. Ô, ô, đi thùng nãy quá trời không chưa. Không cần phải thầy thần Tôi còn để tôi làm mấy cái các bạn chúng ta có mà cái mồi câu không bao giờ câu được cá mập. Mau lên thư viện.
Ừ. Chắc ngay trước tôi lên tôi nghiệm. Chờ khoảng nửa tiếng nữa rồi. Cái đồ bớt rác là không mà ông tính làm cái tàu bự chiều ngang hay chiều dài? Chắc làm cho hình kia nó giống hình vuông. Tàu mini đâu? Okay. Cái đảo mini thì là đảo mini. Chơi giống như là cái đảo nổi. Này mình chơi được thêm 7 ngày nữa. Mới mở rộng cái đèn mình ừ ông muốn mở mấy cái phục đồ không đồ con và lời nha mấy phục đi đao uống cái cổ cái lá tập thôi giờ mình cứ làm thùng thùng xịn đi đã. Tôi kia con cá rồi. Giờ có mấy cái đảo nhỏ 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 lấy sắt cũng ngon. Khoảng 15 phút nữa nghỉ nhau. Đang hết tôi cắt đồ. Tới là giờ cũng chả còn cốc đâu. Tại vì giờ xác định là hai đứa mình chơi 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 chung rồi. Cho nên ông cứ không vô. Dài. Ừ, ý là ông cứ vô đây thì vẫn còn đồ này ông giữ. Chứ nếu mà ông không chơi chắc tôi cũng chẳng chơi. Nãy giờ cứ bóp giấy và đào cái có lỗ cạnh giúp một cái té lỗ không như là tay xong cửa lỗ ra để cắt cái lưới không.
Còn thiếu hai sợi dây nè, sợi dây này, rồi chết luôn rồi. Tôi coi đi ra đồ cho nó lẹ đỡ tốn. Sáu con cá mập. Mấy cái cây mà không tưới nước cho nó là không lớn luôn. Buồn tưới. Từ mình sẽ lên đời sao? Mình sẽ tự động hóa sao? Trước quên chăm trước
À quên. Để tôi tưới cây cái quên. Làm thêm một cái thùng thì đây gỗ plastic plastic cái đỏ thêm nước à. Hả? Anh tên của anh tôi câu hết cá rồi, tôi sẽ câu hết cá với biển rồi. Mấy con cá nhỏ được cái chia nhau để làm mồi. Còn một bộ rồi phép có thể hết nhiều cái con cái nhỏ nữa chứ. Mà mình xin ngủ cái trôi đi để nhé. Có chiều thấy không? Sao? Tôi cho cái vườn đi để mình có thể tập tạ đang mình đây. Không, không muốn làm con đường nữa. Có mua đồ đen thôi. Ông đổi hướng hoài vậy? Tại tôi đổi theo chiều gió. À không, thì, tôi đang muốn chạy đến cái điểm 1 1 3 này. À
ra mấy cái nào mà hết hết pin các thứ đó. Cái mình giữ lại mình làm nguyên liệu cho mấy cái khác. Gì nông nữa mình có xét không gì vậy? À, tôi sẽ làm thiết bị tự tưới nước mà. Tưới nước này. Còn nước này sắc rồi. Chà. Được rồi. Bây giờ cúp bồ đồng nhiều lắm. Ôi chậm sắc nhiều lắm quá. Thứ 38. Ừ. Ngày thứ 38. Ừ, 38. Chắc, okay. Chắc chơi thêm ngày nữa là nghỉ. Ủa, sao con cá bóng nằm nhắn vậy? Đó. Con cá bóng nằm nhắn vậy ha. Chứ gì bể mẹ rồi. Mập biển Liên Bình. Không có gì cả, chỉ có mình và cá mập thôi. À, ông biết cái bộ phim Cuộc đời của Bi không? Gì? Không biết gì? Cuộc đời của Bi á? Ừ. Có, có coi rồi. Mà Bi nhớ còn có con cọp đó, đi chơi cho vui.
phim mà dịch từ khỉ đó. Ừ. Từ khỉ giống từ khỉ vậy tôi coi nhiều lắm. Bộ phim gì ta, bộ phim gì nói về thanh niên mà ở xong bị mắc kẹt trên sao quả một mình đó. Xong tự trong tay tự làm đồ ăn. Phim gì ta, chưa nghe bao giờ. À, người trở về từ sao quả chị. Hay vậy. Mình cũng giống như thế là tích tồn, coi thêm tự kỹ trước. Để là tôi check coi. Ủa, đúng như mình đang đứng yên chỗ luôn. Thôi tôi nghĩ đến hòn đảo này, hòn đảo màu xanh đó mà 57 rồi. Nghĩ đến hòn đảo. Nào mà mình dư giả sắc đó. Mình dư giả sắc mình sẽ đi làm sắc và mình sẽ đi làm mấy cái khác. Bây giờ cứ có đồ là cứ có đồ là phải bỏ vô trong gia cố thuyền đó. Con cá mập nó cứ ấy là mình tốn tài nguyên đó. Tôi cũng làm nhiều hơn mà này đúng không? Cái mấy con nào mà nấu rồi để cho vô hòm đúng không? Ơi tập đang tập nhập cái nhỏ vô. Thôi trời không sao. Một tí đáp khỏi quá. Trước mặt mình là một hòn đảo lớn mà. Ông có chơi trò mà coi mắt tơ không? Chơi điện thoại đó. Cái gì? Trò gì không? Coi mắt tơ. Không, không chơi. Nó nói vậy gì? Kiểu như là mình chơi mình quay ba cái số để chụp cái vàng nâng cấp các kiểu. Nhưng mà mình có đốt nhà mấy bạn mình nâng cấp cái vàng cái đồ. Được mấy người bạn Facebook. Tôi không chơi mấy trò. Nếu mà ông chơi thì bảo ông tin vui cái trò đó. Một trong cái trò mà phá hoại bạn cao nhất. Bằng mèo nổ không? Gì? Bằng mèo nổ không? Ờ, ý tôi chơi trên điện thoại á. Mà nổ tôi chưa chơi. Mình nổ cho vui. Kiểu như mình xây nhà xong bạn bè mình qua đập phá trước bóng mất nó rồi. Không, một trò nó là vậy thôi. Ủa sao biết mất rồi nhỉ? Gì? Mất rồi. Tôi đang tự hỏi sao mà sao cái hòn đảo là giống hòn đảo nãy vậy? Ừ. Có cái nào nãy giờ mình đi vòng không? Hả? Baby. Nó đi vòng cái mắt cửa. Để cho lấy cái nha, cái chèm. Tôi làm bể rồi. Để cá. Ừ, bể. Không làm cái. Làm. Chưa đủ chén. Cái chén. Đủ gì không? Lát gỗ. Lát ra đây à? Đóng nè. Có. Có. Nè, gỗ rồi.
Đó là xong. À, đủ đủ rồi. Kèo nữa không hay à vậy? Để tôi thấy em. Để đảo này đảo khác. Không làm cái lỗi gì để tôi Ủa? Đâu có lỗ đâu ta? sao tôi lốt à? Đen thôi. Con chó kia nhìn nhảy nhảy à. Mình thả neo chưa? Gì? Con thả neo chưa? À rồi thả. Thì đâu chút nữa mình bơi lại thì không kiểm tra lại lần nữa xem bao. Ừ đúng rồi đúng rồi. À, đó đó là đó cái tôi nghĩ là nghỉ rồi đó, gì tôi nghĩ là giờ mình tạm ngưng được rồi, đi sau chơi tiếp. đi đi chợ này còn Ủa, ông lên đảo là ừ quá hết ngày hôm nay đi, quá hết ngày hôm nay đi rồi nghỉ. rồi đi à. Tôi sẽ cướp các đại dụng cụ như cho mình. Anh đi. Đảo cái không phải đi cái chỉnh cái anh chừng tôi chuẩn bị con kia hút không? Chạy không có bạn như mình chơi đầu cuối sao á hả là cái đầu cuối đầu cũ à đó biết ngay rồi. Có điều đồ nó được bị kép cái đảo cho hả? Cũng được. Hay là mình đi một vòng à? Là mình nên đậu cái bè ở đây đi khác đi qua kia đây không cặp đại bàng Ôi vậy hả? Ngon. Không tốt đây chưa? Tôi chưa mà ok cũng được. Ủa sao ông phát rồi hả? Thấy nó lắc quá. Vậy thôi thoát ra đi. Tôi không nghĩ luôn. Đi bữa nào kia. Ok. Ba tiếng. Ok, 3 tiếng hồi. Sếp vô.